What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với Boss Gear. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video khá là đặc biệt. Hôm nay mình sẽ không có review về chiếc bàn phím cũng như là các cái dòng chuột gaming, mà hôm nay mình sẽ cùng đi review về một cái bộ keycap và cái bàn phím ở trên bàn mình đây. Đây chính là chiếc bàn phím EK3104, một trong những cái biến thể full size của thằng EK387, bàn phím rất là quốc dân của IDRA. Đây, như các bạn đã thấy, con phím này thì nó có thiết kế và cũng như là cái build y chang như con EK387, nhưng có điều là nó sẽ có thêm phần phím số như thế này, thì như các bạn đã biết rồi đấy. Mình lựa chọn cái em này để thay bộ keycap tại vì nó có cái build khá là chắc chắn và nhìn nó rất là cổ điển, cho nên là nó sẽ phù hợp với rất là nhiều các cái dòng keycap hiện tại. Ngoài ra thì cái chất lượng keycap gốc của con này thì nó cũng chỉ là tạm ổn thôi, ABS double shot cho nên nó không được ngon lắm. Bây giờ mình sẽ thay cho nó một cái bộ keycap xịn sò hơn rất là nhiều để xem thử nó có cải thiện được gì không nhá. Ok, let's go. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn nghe cái tiếng gõ cũng như là cái cảm giác gõ của em này trước khi thay keycap nhá, tức là với cái bộ keycap gốc của em này nó sẽ như thế nào. Đó, thì như các bạn đã nghe thấy tiếng của em này thì nó cũng khá là đanh và kêu nó khá là chắc. Tuy nhiên thì những cái phím cắt hay là những cái phím dài như thế này thì nó sẽ hơi lọc sọc một chút. Và cái cảm giác bấm của em này nó vẫn chưa ngon ở cái chỗ đó là cái switch của nó là switch của Otemu. Và cái keycap của nó là keycap ABS, cho nên cái tiếng phát ra của nó không có được đầm như những cái con keycap xịn dùng PBT. Bây giờ mình sẽ thay một cái bộ keycap xịn sò vào cho em này nhé. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em đi thay một cái bộ keycap PBT. Và cái keycap này cũng có rất là nhiều cái đặc biệt để mình cùng mở hộp cho các bạn coi. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy là cái bộ keycap này được đóng gói khá là cẩn thận. Ở phía trong là chúng ta sẽ có thêm một cái lớp cà bì cạc tông nữa, rất là dày để bảo vệ cho cái bộ keycap. Đây, như các bạn nhìn thấy đây, bộ keycap của nó sẽ có bao gồm các cái màu chủ đạo là màu cam, màu đen và màu trắng. Trắng này sẽ là trắng ngà chứ không phải là dạng trắng bóc như những cái bộ keycap khác. Và cái chất liệu cấu thành nên cái bộ keycap này sẽ là chất liệu PBT. Tuy nhiên cái đặc biệt của nó sẽ là PBT double shot khá là dày, dày hơn rất là nhiều so với những cái con keycap thông thường ở trên thị trường. Để mình zoom lại cho các bạn coi. Đây, như các bạn đã thấy thì cái bộ keycap này nó rất là dày, nó sẽ đúc thêm một cái lớp PBT nữa nằm ở phía trong màu đen như thế này. Và nó khác rất là nhiều so với lại cái kiểu đúc truyền thống như là double shot của các bộ keycap khác. Mình sẽ cho các bạn xem cái bộ keycap của con EK387 Pro nhé. Như các bạn đã thấy đây thì đây là con keycap của con EK387 Pro cũng là PBT double shot. Đó, hai con đều là nút ESC đây, PBT double shot. Tuy nhiên thì cái keycap của con này thì nó sẽ dày hơn khá là nhiều so với lại keycap của con này, nó làm khá là mỏng. Và cái lớp ở trong này sẽ là đồng thời là cái chân luôn. Tuy nhiên thì cái này nó sẽ đổ một cái lớp màu đen riêng biệt. Cái lớp đó chính là cái lớp ký tự màu đen đây. Còn cái lớp màu cam này vẫn là cái lớp phủ của bên ngoài, cái cap đây. Và cả hai đều là sử dụng chất liệu PBT nhé. Rồi, tuy nhiên chúng ta sẽ thấy có một điểm khác biệt nữa. Đây là bộ cái cap chuẩn DSA. DSA thì nó sẽ thấp hơn một chút so với lại cái chuẩn OEM thông thường. Và tất cả các hàng của cái chuẩn DSA này nó sẽ đều có độ cao như thế này. Còn cái chuẩn OEM thì nó sẽ là cao thấp khác nhau tùy từng hàng. Còn cái này của nó sẽ là đều là cái độ cao như thế này. Và nó đều có cái mặt phía trên này khá là to. Đây, cái mặt, cái diện tiếp xúc của cái keycap này sẽ khá là to. Nó sẽ to hơn cái chuẩn OEM bình thường như thế này. Và nó sẽ tùy vào từng người. Có người sở thích sẽ dùng cái chuẩn DSA này gõ nó sẽ sướng hơn. Và nhìn keycap nó cũng sẽ vuông vức và đẹp hơn nữa. Ok, chúng ta quay trở lại với cái bộ keycap DNA này. Và chúng ta sẽ có hai lớp. Lớp ở dưới này sẽ là cái bộ phía phần root space hay là các cái nút ở phía bên tay trái, bên tay phải. Đó, ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái nút enter to nữa dành cho những cái phím nào mà dùng layout enter to. Và như các bạn đã thấy thì cả cái nút enter này nó cũng được làm double shot rất là đẹp như thế này. Ngoài ra thì trong hộp chúng ta còn được tặng kèm thêm một cái key buller khá là xịn sò, key buller thép như thế này.
Và cái buller này sẽ giúp cho chúng ta nhổ keycap một cách cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thay cái bộ keycap này vào trong con Idra nhé. Ok, như vậy là mình đã vừa lắp xong cái bộ keycap carbon DSA này lên chiếc bàn phím Idra 3104. Như các bạn đã thấy là vừa mới lắp xong thì cái diện mạo của bàn phím nó thay đổi hoàn toàn luôn. Các bạn sẽ không còn nhận ra một chiếc EK3104 mà giá bình dân nữa. Mà các bạn nhìn thấy rõ ràng đây là một chiếc bàn phím nhìn cực kỳ cao cấp, khá là ngon. Và vì sao lại các bạn lại có cái cảm giác như vậy? Thứ nhất là các bạn có thể nhìn thấy cái bộ keycap này giúp cho chúng ta nhìn thấy rõ các cái chữ. Và các cái chữ này rất là nét và nó được in khá là to nằm ở ngay giữa các cái phím như thế này. Nhìn rất là đẹp và sắc nét. Đó. Nhìn cho tạo cảm giác cho chúng ta một cái cảm giác khá là cao cấp. Các cái nút như là nút Spring Lock hay Power hay là những nút Calculator này. Đó. Các cái nút phía bên đây thì đều nhìn rất là đẹp và nó không hề bị mất nét như các bộ keycap khác. Và cái cách phối màu của nó nhìn cũng rất là đẹp nữa. Cách phối màu của nó sẽ bao gồm những cái màu như là màu trắng đục này, màu cam. Màu cam, màu này là màu đen nhưng mà nó phải ngả ngả sang màu xám một chút, giống như là màu dạng như màu xám tro vậy, nhìn khá là đẹp. Ngoài ra thì các bạn nhìn cái chuẩn DSA này thì nó sẽ giúp cho cái bàn phím nhìn nó đều và nó sẽ không bị lồi lõm. Và cái tiết diện của cái phím bấm nó sẽ to như thế này. Cái tiết diện nó sẽ to chứ không giống như là chuẩn OEM. Đây là một cái đặc trưng của chuẩn DSA rồi. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần đó là test tiếng gõ của em này nha.
Ok, đó, như các bạn đã thấy là cái tiếng gõ của em này nó sẽ khá là khác so với lại cái phần ban đầu. Đầu tiên là các cái nút cắt như thế này, nó sẽ đỡ nghe tiếng lọc sọc hơn rất là nhiều, cả cái nút shift enter đó. Và cái tiếng của nó nghe trầm hơn là cái tiếng của ban đầu, nó tức là nó sẽ không nghe chói tai mà nghe khá là trầm. Và đồng thời cái cảm giác bấm của nó sẽ được cải thiện khá là nhiều so với lại cái cảm giác bấm mà sử dụng cái cáp ABS. Nó rít tay hơn, tức là nó bám tay do sử dụng chất liệu PPT mà cái nhựa nó sẽ cứng hơn và cũng như là cái độ sần của nó ở phía trên bề mặt sần hơn rất là nhiều so với nhựa ABS. Và dùng cái keycap chuẩn DSA này nó sẽ khác so với chuẩn OEM, cho nên nó sẽ phải mất một thời gian để giúp cho các bạn làm quen được với cái chuẩn này. Và khi mà các bạn đã quen được rồi thì gõ nó rất là tuyệt vời, gần giống như là các bạn sử dụng các cái bàn phím mà phẳng hoàn toàn, kiểu dạng như những cái bàn phím ngày xưa đó. Thì có lẽ những cái bàn phím như thế này nó sẽ phù hợp cho một số đối tượng, tùy đối tượng thôi, chứ không phải ai cũng yêu thích những chiếc bàn phím mà dùng chuẩn DSA. Ok, như vậy là mình đã vừa mới đi review và đánh giá xong cho anh em một cái bộ keycap khá là đẹp đến từ phía Boxgear. Đây là bộ keycap carbon nhưng mà chuẩn DSA PPT double shot. Nếu như các bạn muốn mua các cái sản phẩm keycap này thì có thể nhấp vào link phía dưới phần mô tả, mình có để dưới phần video đó. Còn nếu như các bạn có thắc mắc gì về những cái bộ keycap này thì hãy để lại comment ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ like, share và subscribe ủng hộ kênh Boxgear nhé. Bye bye.